Hồi cuối tuần, Ukraine bất ngờ tuyên bố từ bỏ đàm phán thương mại với EU, thay vào đó quay lại với các thỏa thuận cùng Nga. Nhưng nguyên nhân của việc xoay trục từ Tây sang Đông này là gì? Theo giải thích của Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov là do tình trạng khẩn cấp của nền kinh tế. Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov đã giải thích về quyết định của chính phủ trong việc từ chối tham gia hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu EU. Việc ký kết hiệp định là một trong những chủ đề chính trong hội nghị thượng đỉnh EU được tổ chức tại Vilnius, thủ đô của Lithuania hôm thứ Sáu. Nếu như ký kết hiệp định này, Ukraine coi như quay lưng lại với Nga, trong khi hai nước này từng thuộc Liên bang Xô Viết. Nga đã đe dọa sẽ trả đũa nếu như Ukraine nhất quyết tham gia hiệp định thương mại với EU bằng việc cắt nguồn cung khí đốt và tìm đường khác thông qua Ukraine để chuyển nhiên liệu sang phương Tây. Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho biết, kế hoạch tham gia hiệp định thương mại với EU đã phải ngừng lại sau nhiều năm đàm phán do tình trạng khủng hoảng của nền kinh tế và do không được sự hỗ trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Quốc gia 46 triệu dân này có mức nợ công cao và phải xoay sở hơn 17 tỷ đô la Mỹ vào năm sau để trả các hóa đơn dầu cho Nga và trả nợ 3,7 tỷ đô la Mỹ cho IMF. Chúng tôi đã hy vọng có thể thương lượng và thỏa thuận với EU để EU có thể giúp chúng tôi đàm phán nợ với IMF. Việc Ukraine rút lui khỏi đàm phán với EU vấp phải làn sóng phản đối trong nước. Vào ngày Chủ nhật, hàng chục ngàn người đã diễu hành đến văn phòng của Chủ tịch Viktor Yanukovych, đòi Ukraine quay trở lại bàn đàm phán với EU. Các nhà lãnh đạo đối lập đã kêu gọi các nhóm phản đối gây áp lực đối với Chủ tịch Ukraine để ông này ký kết hiệp định thương mại với EU vào ngày 29 tháng 11 như dự kiến. Nhiệm vụ của chúng ta là phải gây áp lực cho chính phủ đến khi họ hủy bỏ quyết định giã từ EU. Trong khi đó, chính trị gia Vitaly Klitschko, trước đây là một vận động viên đấm bốc, cũng kêu gọi người biểu tình tiếp tục hành động phản đối của mình. Chúng ta cần chứng minh và gây áp lực với chính phủ để ký hiệp định này, bởi vì Ukraine thuộc châu Âu. Chúng ta cần phải thuộc về châu Âu. Nghệ sĩ Ivan Semesiuk đã giải thích vì sao người dân nổi giận trước sự việc này. Đối với tôi, vấn đề không phải là lựa chọn châu Âu hay không phải là châu Âu. Tôi đã từng ở châu Âu khi còn nhỏ. Chuyện này giống như là trở về nhà đối với tôi. Đoàn biểu tình đã diễu hành 2 km từ công viên trung tâm Taras Shevchenko của thủ đô Kiev đến quảng trường châu Âu của thành phố, cách văn phòng của ông Yanukovych 1 km. Tại đó, họ đã dựng nhiều lều trại và cho biết sẽ ở đó ít nhất là đến ngày 29 tháng 11. Các nhà lãnh đạo phe đối lập cũng cho rằng, Chủ tịch Viktor Yanukovych thực tế chưa bao giờ có ý định ký kết hiệp định với EU và vẫn xúc tiến đàm phán với Nga để đảm bảo các hợp đồng dầu và đảm bảo ông sẽ tái đắc cử vào năm 2015. Cuộc biểu tình phản đối lần này là cuộc biểu tình quy mô nhất tại Kiev kể từ cách mạng Cam vào hồi 9 năm trước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng EU đang tạo áp lực cho Ukraine vì họ đã đưa ra quyết định của chính mình. Chúng tôi thấy các đồng minh châu Âu đang đưa ra những lời đe dọa và áp lực đối với Ukraine, trong đó có việc châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô.